những loạt giải thưởng có mặt ngay trong đêm chung kết dành cho quán quân The Face Việt Nam 2018 Mạc Trung Kiên. Một lần nữa xin được phép chúc mừng cho anh Thằng cùng với đội của mình đã chiến thắng Nguyên Tố trong The Face Việt Nam 2018. Kính thưa quý vị, The Face Việt Nam 2018 là một chặng đường đi của đam mê, sự thành công của một tập thể và đặc biệt hơn cả là tình yêu dành cho nghề người mẫu. Gương mặt người mẫu này sẽ là gương mặt mới của thị trường Việt Nam và anh Hằng sẽ vững bước trên con đường huấn luyện của mình. Chúng tôi rất cảm ơn tất cả quý vị đã cùng theo dõi chương trình trong suốt mùa vừa qua. Và bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại The Face Việt Nam 2019. Mình nghĩ là nó sẽ phù hợp với tiêu chí của tất cả các nhãn hàng chọn hoặc là của ban giám khảo vừa rồi đã lựa chọn. Mình nghĩ nó cũng khá là bình thường, mình cũng không có để tâm đến việc đó quá nhiều. Cảm xúc lúc này là Mít rất là vui vì sự hy sinh nào cũng đã được đền đáp xứng đáng. Khi xứng đáng với điều này, bằng chứng là mình hãy xem khi đã làm gì trong điều chương trình hôm nay. Và Mít rất là tự hào vì mình đã là một trong những viên gạch tạo nên còn lâu đài mà tên là được phê Việt Nam 2018 đêm nay. Rồi, cảm ơn Mít. Chúc bạn sẽ thành công trong công việc sắp tới ha. Yes, okay. Sẽ luôn luôn, bởi vì quán quân là một người chiến thắng duy nhất. Nhưng mà trong cuộc sống thì chỉ cần chúng ta cố gắng thì chúng ta sẽ có được chiến thắng như bản thân mình. Rồi, cảm ơn Mít. Quá trình đã được rèn rũa và phấn đấu nhiều. Và thông tin của ngày hôm nay không còn như trước nữa. Và năm anh tự hào vì thông tin đã làm được điều mà đã tin mong muốn. Các chị có thấy là cái sự hy sinh của mình khi người ta để bảo vệ mặt trung tâm là chính xác như thế nào? Dạ. Cho em hỏi cái chút này là mình thấy là tôi chắc rồi. Các chị có nghĩa là mình chúc từ khán giả và các chị có thể biết là mình có thể nói là mình sắp tới mức rất là mọi hôm qua một cái thành công gì đó của chị trong năm nay rồi. Đúng là cái năm thiệt Tết năm nay có thể đặc biệt hơn một chút. Nếu được năm anh vẫn chia sẻ niềm vui với tất cả mọi người, với những người tình cảm của anh năm nay. Năm anh cũng đã biết là năm Tết này sẽ là Nam Anh có tính thi Hoa hậu Hoàn Vũ sắp tới không? Rất nhiều giải thưởng không ạ? Xin cảm ơn bạn Trang Lê. Liên tục chương trình xin mời đại diện của Image Coach lên trao giải cho từng quán quân. Mạc Trung Kiên sẽ tham gia một khóa học xây dựng và định hình phong cách trong vòng 1 năm cùng với Image Coach. Xin chúc mừng. Vẫn còn giải thưởng, chúng ta sẽ cùng đến với đại diện của thương hiệu ghế massage cao cấp Okawa. Có nhớ trong chương trình Mạc Trung Kiên rất thích ngồi ghế massage. Và ngày hôm nay bạn sẽ nhận được giải thưởng từ ghế massage Master Drive Plus của Okawa.